của bạn là iPhone X à? Mình muốn lên đời à? Ồ, mình kiểm tra qua cái này thì mình trước mắt mình nhìn thấy của bạn là máy này bị vỡ kính bạn nhé. Vỡ kính, vỡ màn hình rồi. Con này chắc ổ lưng xước nhiều lắm. Con này chắc bạn dùng cũng phải mấy năm rồi đúng không? Mới ra để mua luôn. Ừ, thế thì từ 2017 rồi. 2017, 2018 thì cũng phải 5, 6 năm rồi. Bây giờ mình muốn lên đời máy gì bạn nhỉ? Ủa, sao 15 Pro à? Rồi, xong mật khẩu mình kiểm tra máy luôn. 668 8 tất à? Ừ, ok. Cái này thì em thay pin rồi. Thay pin rồi đúng không? Từ dòng này dùng cũng 2-3 năm là phải thay pin mà. Đối với những máy mà bị vỡ màn hình như này nhá, thì bên mình sẽ kiểm tra chức năng, sau đấy sẽ thu giá thanh lý giúp bạn. Đấy, nhưng cái này mình không đủ điều kiện để bán lẻ các bạn nhé. Okay. Vỡ màn rồi. Cái này rơi vỡ lâu chưa? Ừ, chắc là vỡ mép này cũng cứ để dùng thôi đúng không? Không có nhu cầu thay. À, con này là bản 256GB. Máy hàng trả bảo hành VN. Rồi, ok, mình sẽ test hết chức năng Face ID rồi màn hình camera xong mình sẽ báo bạn nhé. Bạn ở đây bạn chờ luôn nhé. Trong thời gian chờ đợi bên mình kiểm tra chức năng máy của iPhone X thì bạn khách cũng đã chọn luôn được một cái iPhone 15 Pro 256GB Titan màu xanh. Đó, bạn khách cũng đã đưa cho mình đặt cạnh hai máy cạnh nhau luôn, cái iPhone X của khách và cái iPhone 15 Pro. Thì máy của khách thì bên mình kiểm tra mọi chức năng thì đều ok. Có một duy nhất có một điểm là bị lứt kính ở góc bên phải này các bạn nhé. Đấy, có thể nhìn thấy trên video là lướt kính ở bên góc bên phải. Màn hình của khách thì bấm rất ok các bạn, không bị liệt, không bị đơ, bấm rất nhạy. Về phần pin thì mình cũng đã kiểm tra pin máy của khách, thì pin dung lượng là báo còn 93% trong máy. Tuy nhiên là số lần sạc mình có kiểm tra trên phần mềm thì đã sạc hơn 1.000 lần rồi. Đối với những máy mà sạc hơn 1.000 lần thì bạn nào mua lại cây iPhone X thanh lý này thì các bạn lên thay pin mới, dùng thì sẽ ok. Đây, camera chụp rất nét các bạn nhé, X1, X2 đều ok, không lỗi gì. Tiếp theo là đến mục chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới. Thì khách hàng có chia sẻ là bạn ấy đang không nhớ mật khẩu iCloud ở máy cũ này mà muốn chuyển toàn bộ dữ liệu sang máy mới có được không? Thì bên mình cũng chia sẻ là hoàn toàn có thể chuyển bình thường. Mình có kiểm tra là tài khoản của bạn ấy có đăng ký số điện thoại chính chủ, có Gmail để xác thực, thì mình hoàn toàn có thể tìm lại mật khẩu cho bạn và để tiếp tục sử dụng ở máy mới bình thường, và bạn không phải đổi tài khoản iCloud mới cũng như lấy được toàn bộ dữ liệu ở máy cũ mà không phải lo lắng gì bạn nhé. Yên tâm là mình sẽ lấy lại toàn bộ dữ liệu cho bạn. Ứng dụng, tài khoản các thứ đều sang máy mới hết mà không mất bất kỳ ứng dụng gì. Sau khi chuyển dữ liệu xong cho bạn khách thì mình sẽ trực tiếp mở ra kiểm tra bên trong cái máy này. Theo chia sẻ ban đầu của bạn thì là máy này của bạn ấy dùng từ đầu và mấy năm rồi, chỉ thay mỗi pin, ngoài ra chưa thay bất kỳ một linh kiện nào khác. Cái này thì mình vẫn phải kiểm tra lại toàn bộ bạn nhé. Thì mình sẽ tháo ra kiểm tra bên trong xem có ok không, có đúng như lời bạn nói không. Đối với dòng iPhone X tháo thì nó cũng rất đơn giản đấy các bạn, không vấn đề gì, tháo rất nhẹ nhàng, chỉ tầm 1 phút 2 phút là ra luôn, không có khúc mắc gì cả, tháo rất đơn giản. Máy nó cũng cũ rồi, ra đời cũng lâu rồi. Răng chống nước thì các bạn cứ tháo ra thoải mái, yên tâm đi, tháo xong lại có răng mới dán lại bình thường. Mua cái răng mới dán lại ok, không vấn đề gì cả. Nên là đi mua máy cũ ở đâu các bạn cứ mạnh dạn bảo tháo ra kiểm tra bên trong, đừng sợ mất cái chống nước không gì cả. Máy ra đời lâu rồi thì không còn chống nước được đâu, nên là cần thì phải dán lại thôi. Không thể tự tin vào cái chống nước từ lúc chủ cũ họ dùng mấy năm được cả. Bắt buộc phải mở ra kiểm tra các bạn nhé. Đây các bạn kiểm tra xem luôn. Được, ok này. Nhìn qua là thấy máy rất sạch sẽ này. Siêu màn còn nguyên này. Màn zin ok nhé. Đó, cái màn này ok này. Nó chỉ lứt một chút xíu ở góc bên bên phải này thôi. Đó. Có pin này thì cũng đã thay pin PCN rồi. Cũng đã, đúng theo lời bạn khách mô tả cũng đã thay pin rồi nhé. Main này ok này. Kiểm tra ok này. Không có vấn đề gì về sửa chữa các bạn nhé. Nó trong máy rất sạch sẽ, siêu main còn nguyên này, không bị khò hàn này, còn nguyên nhá. Loa ok nhá, dung ok này, không vấn đề gì nhá. Các bạn kiểm tra tiếp là Face ID này, đó, Face ID nghiêng nhá, không thấy có vân tay nhá, không thấy có vấn đề gì nhá. Đó, ok này, không vấn đề gì. Tiếp theo nữa là cái máy này mình sẽ nhận thanh lý hộ bạn khách này, giá chỉ hơn 2 triệu thôi các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu mua máy này thì inbox ngay trong fanpage hoặc là comment ở dưới bài viết nhé. Thế nhá, xin chào các bạn.